Giới thiệu với các bạn, đây là cây cổ thụ Du Sam, một cây cổ thụ cô đơn ở xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cây khá là to, mình xem thử xem nào. Ây chà, cây to lắm các bạn ạ. Ây chà, cây này to khoảng tầm 3 sải tay người, người lớn đấy. Thấy một cây cổ thụ Du Sam. Cây này có thần các bạn ạ, thần bảo vệ đấy, thần cai quản. Các bạn thấy không? Vừa to vừa cao. Rất to cao này các bạn này. Cây Du Sam, cây quý hiếm của Việt Nam của chúng ta. Và được xếp vào hàng nó là di sản cây của Lai Châu, cây đầu tiên của Lai Châu. Đấy. Theo người dân địa phương thì cây này có thần cai quản. Đấy. Họ để cả những cái chén này, bát, bát cơm đấy, có cả hương, cả lưới, thắp hương. Hy vọng rằng mọi người sẽ chung tay, sẽ bảo vệ cây Du Sam này, bảo vệ thiên nhiên. Đây là ngôi nhà nơi... Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tuấn Vlog 1982. Hiện tại thì Tuấn đang có mặt tại xã Tà Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Và mình nghe nói rằng là ở xã Tà Mung có một cây cổ thụ cô đơn tên là cây Du Sam. Và trong tháng 3 vừa rồi thì cây Du Sam đã được các cơ quan chức năng công nhận là di sản cây đầu tiên của tỉnh Lai Châu. Và hôm nay mình sẽ lên review toàn bộ cây Du Sam cho các bạn xem. Xin mời các bạn nhé. Ở đây chính là con đường đi đến cây Du Sam. Kia rồi các bạn ơi, đây là hình ảnh cây Du Sam đây. Một cây cổ thụ đứng sừng sững hiên ngang giữa vách núi của xã Tà Mung. Và chúng ta sẽ tiến sát lại để chúng ta quan sát kỹ hơn về cây Du Sam nhé. Ở đây có một tấm bia đá này các bạn này. Tấm bia đá ghi gì đây? Xem nào. Cây di sản Việt Nam. Và ở dưới có dòng tiếng Anh. Đây là cây Du Sam núi đất. Địa chỉ ở bản Lán Tọ, xã Tà Mung. Tấm bia bằng đá các bạn nhé. Đây là cây Du Sam các bạn này. Ai chà chà, to thế nhỉ? Rất là to các bạn ạ. To quá. Có cả phong lan này. Đây là phong lan các bạn nhé. Trời ơi, to kinh khủng luôn này. Một cây cổ thụ cô đơn các bạn nhé. Tên là cây Du Sam. To thế nhỉ? Ở phần này nó bị chết các bạn này. Phần này bị chết rồi. Bị mục rồi. Ở phần này bị sét đánh các bạn nhé. Phần này bị sét đánh cho nên nó chết. 1/4 của cây rồi. Một cây cổ thụ cô đơn đứng sừng sững ở vách núi ở xã Tà Mung. Cao không to. Cây cổ thụ Du Sam này có tuổi đời là 500 năm, năm thế kỷ. Nó tồn tại qua thời kỳ phong kiến, tồn tại qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước và vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Và hiện tại gọi là cây cổ thụ cô đơn, có lẽ rằng là ở toàn bộ cái cánh rừng này không còn một cây cổ thụ nào khác và nó một mình nó sống sót đến tận ngày nay. Cho nên gọi là cây cổ thụ cô đơn. Quá là to. Đường kính về hơn 1 mét các bạn ạ. Đây các bạn thấy quan sát cảnh đây. Cây Du Sam thì theo tiếng địa phương của người Mông ở Tà Mung gọi là cây Pơ Mu Chua. Và cây này hiện nay được xếp vào danh sách đỏ của Việt Nam trong nguy cơ tuyệt chủng. Đấy, cảnh to không các bạn này? Cảnh tỏa ra rất là to.
Và cây này đã được công nhận là di sản cây đầu tiên của Lai Châu chúng ta. Và hy vọng rằng lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục tìm ra một số cây cổ thụ cô đơn khác để đưa vào danh sách di sản của cây Việt Nam. Và mình sẽ quay từ xa nhé. Mình quay từ xa này. Đây. Quá to luôn các bạn. Các bạn nhìn cành kìa. Rất là đồ sộ. Một cây cổ thụ cô đơn đứng sừng sững ở vách núi ở xã Tam Mung. Đây, ở đây có những cái bát các bạn này. Đấy. Ở đây có bát này, có chai này, có cả chén, có cả hương các bạn nhé. Đấy, có cả một cái lưới dù đây. Đấy, và ở đây thì dân địa phương họ làm một cái giàn này để thờ cúng các bạn ạ. Chứng tỏ cây du sam này có thần các bạn nhé. Một cây cổ thụ cô đơn tồn tại 500 năm và có thần bảo vệ, cho nên là nó tồn tại qua 5 thế kỷ đến tận ngày nay. Thấy một cây cổ thụ du sam. Cây này có thần các bạn ạ, thần bảo vệ đấy, thần cai quản. Các bạn thấy không? Vừa to vừa cao. Rất to cao này các bạn này. Một cây cổ thụ cô đơn, cây du sam, cây quý hiếm của Việt Nam của chúng ta, và được xếp vào hàng đó là di sản cây của Lai Châu, cây đầu tiên của Lai Châu. Đấy. Theo người dân địa phương thì cây này có thần cai quản. Đấy. Họ để cả những cái chén này, bát, bát cơm đấy. Có cả hương, cả lưới, thắp hương. Hy vọng rằng mọi người sẽ chung tay, sẽ bảo vệ cây du sam này, bảo vệ thiên nhiên. Đây là ngôi nhà, nơi trú ngụ của các vị thần. Hiện nay cây cổ thụ du sam này thì được xếp vào dạng hạng nó là danh sách đỏ, là cây quý hiếm các bạn ạ nhé. Đấy, ở phía trên thì một số phần nó bị sét đánh chết, cây đã già rồi. Cành cây to không? Giới thiệu với các bạn, đây là cây cổ thụ du sam, một cây cổ thụ cô đơn ở xã Tam Mung, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Cây khá là to, mình xem thử xem nào. Ây chà, cây to lắm các bạn ạ. Ây chà, cây này to khoảng tầm 3 sẻ tay người, người lớn đấy. Quá là to, sừng sững hiên ngang giữa núi rừng của xã Tam Mung. Cây du sam hay còn gọi là, theo tiếng địa phương gọi là cây pơ mu chua. Cây này thì mọc ở trên độ cao khoảng tầm 1.300m so với mực nước biển. Và cây du sam thì có tuổi đời khoảng tầm 5 thế kỷ, 500 năm. Tồn tại qua thời kỳ phong kiến, qua cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước, và tồn tại tận ngày nay. Và đây được coi là cây cổ thụ cô đơn. Thế là hiện nay toàn bộ khu rừng này thì không còn cây cổ thụ nào khác ngoài cây này. Một mình nó tồn tại từ xa xưa đến tận ngày nay. Cho nên được gọi là cây cổ thụ cô đơn. Cây du sam này hiện nay được xếp vào danh sách đỏ của Việt Nam ta, là thuộc loại cây đang có nguy cơ tuyệt chủng. Đấy. Và có tuổi đời 500 năm. Cây này thì mọc ở độ cao 1.300m so với mực nước biển. Hiện nay toàn bộ Tà Mung, toàn bộ Than Uyên chỉ có một cây này duy nhất, một cây gỗ quý. Đây là cái phần nó bị cháy đấy các bạn ạ, bị sét đánh chết rồi. Sét đánh chết, đây là toàn bộ phần rêu. Và đây là chúng là những cây phong lan nó mọc trên cây du sam. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời lắm các bạn ạ, to lắm. Quá là tuyệt vời các bạn ạ, rất là to. Một cây cổ thụ cô đơn
là cây gỗ quý của Việt Nam ta, đang được xếp vào danh sách là tuyệt chủng. Và hiện nay thì ở Lai Châu còn cây này là cây duy nhất. Cây du sam thì được xếp vào rằng là di sản cây đầu tiên của Lai Châu chúng ta. Và hy vọng rằng là lực lượng kiểm lâm sẽ tiếp tục tìm ra một số cây khác và được xếp vào dòng nó là di sản cây của Việt Nam. Quá tuyệt vời. Thông qua hình ảnh cây du sam này thì mong rằng là gửi đến tất cả chúng ta một thông điệp là chúng ta hãy chung tay bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ rừng. Bởi vì thiên nhiên rừng là cuộc sống của chúng ta, và chúng ta hãy bảo vệ cây du sam này. Đó là cây di sản đầu tiên của tỉnh Lai Châu và được xếp vào hàng đó là danh sách đỏ quý hiếm của Việt Nam và đang có nguy cơ tuyệt chủng. Và một ngày gần nhất là hy vọng các bạn sẽ lên với xã Tà Mung của huyện Than Uyên để tận mắt chiêm ngưỡng toàn bộ cây du sam, một cây di sản đầu tiên của tỉnh Lai Châu. Cây rất tuyệt vời các bạn ạ. Quá lý tưởng. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Và chúc các bạn sức khỏe. Và chúc các bạn một ngày gần nhất sẽ lên với xã Tà Mung để tận mắt chiêm ngưỡng cây du sam, một cây di sản đầu tiên của tỉnh Lai Châu. Xin chào các bạn.